Mến kênh là Bosabi, đến hẹn là giới thiệu với em một cái cây cánh sen, cánh tròn độc đáo đẹp nha. À, làm cái sen ra nè. Anh em yêu thích alo ha, qua số điện thoại Zalo 0932411987 mấy anh em. Này là nó chưa có dè, nó dè bộ tàn là nó sẽ rất là duyên luôn anh em coi nè. Bây giờ bắt đầu bóc sen của nó nè. Thằng đảo dè rồi nha. Cây này thì mình đã ép đất Nhật hết rồi, nên là mình giữ cái này thôi. Đế rễ nó xuống đây. Đó. Thì cái này là anh em mình về chơi à, thì anh em mình không có làm gì hết cả, chỉ việc chơi thôi. Thì cái chậu này là ép đất Nhật rồi, thì anh em mình có thể về anh em mình mở cái nhôm ra, mình quay về để mục đích anh em mình nhìn thấy cái dáng thế của nó, để nó cao quá nhưng mình không thấy dáng thế. Thấy không, dòng cánh tròn rất đẹp nha, đầu lá hình sen nha. Đây anh em yêu thích alo ha. Alo, mặt trước mặt sau đều ngon nha. Thằng lắc léo cái dây này mình cột là mình sợ là nó bị bung và mình ép chậu nhỏ quá, thì có thể là anh em mình muốn thì mình mở ra, không thôi. Còn cái chân này mình kê hồng đá đó, chứ cái nó có cái rễ đứng rồi. Anh em cần alo với số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.